Chào tất cả bạn nhá. Mấy hôm mấy bạn cứ nhắn tin cho mình hỏi là nhà cửa sơn sửa đến đâu rồi, đã xong chưa mà chưa thấy ra video mới nào. Cũng rất là cảm ơn mọi người, đã nhất là mấy cháu đã quan tâm đến đến chú. Thực sự là hơn 1 tháng nay là nhà hết sơn cửa xong bắt đầu lại sơn nhà tường, tiếc là cho nó khang trang mới đón Tết. Thực sự là video trước bảo là sơn sửa để lấy vợ nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa chưa quen ông ngoại nào. Nay bây giờ mình hôm nay là thợ sơn sơn buổi cuối cùng, mình sẽ quay một vòng để cho các bạn xem nhà cửa của mình có được như mới không, xem có ông ngoại nào chịu gả con gái cho không. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem nhá. Ăn điếu thuốc đã. Nhà xem từ xa. Bạn xem cây mai này, hôm nay nó là hơi sớm. Hôm nay là mùng 5 rồi. À, mới mùng 5 Tết mà đã lở như này rồi. Ấm này chắc là vài hôm nữa lở bung hết ra. Thôi thì lở lúc nào chơi lúc đấy chứ. Tết nhất bây giờ dịch bệnh này thì tết nhất gì. Đấy, các bạn xem nhà như mới. Sơn cả trong nhà lẫn cho nên lâu, riêng sơn sơn nhà không là hơn 20 ngày rồi. Hôm nay là hơn 20 ngày rồi. Sơn cửa hơn chục ngày nữa, là hơn 1 tháng này. Đấy, nhà bếp cũng sơn lại hết, làm cả lền lền bếp mới. Trước có mấy viên gạch nó bị bung nhà bùng bùng như này. Hôm sơn cửa xong đã phải dọn nhà đến 1 rưỡi đêm mới xong, sợ thật. Nhà có việc dọn đến 1 rưỡi đêm mới xong. Vừa dọn xong thì mấy hôm sau thì lại đón thợ sơn nhà đến. Đấy, các bạn xem nhà mới, tường mới như mới xây, vẫn còn bề bộn đã dọn đâu. Đợi thợ sơn hôm nay rút thì bắt đầu mới lại lau chùi lau rửa nhà. Từ tầng 3 cũng sơn lại hết. Phòng tường mới tinh. Để mình ra mình quay bên ngoài cho các bạn xem. Để các bạn xem mà đồ đạc vẫn phải bỏ ra ngoài hết, tủ lạnh, tủ điếc, bàn ghế, bếp. Biết cũng quay lại cũng sơn lại hết. Và tường
lên tất cả bờ tường luôn. Sự các bạn nhìn người ta bảo là sửa nhà còn ngại hơn là xây nhà. Nhà đồ đạc kênh đi kênh lại. Hôm sơn cửa đã kênh một lần rồi. Xong sau đó nhà có việc lại phải kênh đồ lại rồi lại đón thợ sơn vào. Giờ xong sơn lại bắt đầu mà lau chùi kênh đồ và chính thức là ngại thực sự luôn. Nhà các bạn xem như mới luôn, nhà mới như này nhưng mà cô dâu vẫn ở mãi đâu. Ô tô à, đây là đồng chí thợ cả của sơn, đây là sếp ông chủ thầu sơn. Xe chở giáo đâu? Trên chúng tôi chở giáo đâu chứ? Có đứa chở giáo đi. Nè. Hello. Xin chào cả nhà. Ngẩng mặt lên cái xem nào. Đây rồi. Xem hoa hồng của mình này. Ai là người thích hoa hồng đến đây cho giống? Làm cái đấy làm không cần phải rất nhiều lúc. Đồng Sapa này nghe vẻ khó trồng. Cây nghe vẻ. Thằng cháu. Vâng. Hôm nay thời tiết mát mẻ, hôm nay buổi sáng này xong. Sao không? Xong rồi, sắp xong rồi. Hôm nay chú cháu mình lại phải chia tay nhau à? Vâng. Không biết là chia tay có nhớ chú không? Nhớ quá. Nhớ quá. Vâng. Cháu mình bao nhiêu tháng ngày ở đây, bao nhiêu tuần ngày ở đây mà lại không nhớ nhau, nhớ ai nữa. Rất là đẹp, hoa rất là bền cây này. Đang chuẩn bị lỡ. Bạn xem nhà. Quá bản rồi, nhưng mà ý phải quả ra mới bốc giáo sư cao. Lúc bác trở về nuôi, lúc đó 8 lạng. Em ăn cơm gì? Cười cái nào? Người bố trẻ. Người bố trẻ. Mai lên nhìn thấy nhiệt tân rồi đấy, trong này một con này toàn thế giới phải để ý là thế này lại siêu cao thủ đấy. Thôi nói để trên đây lộ nhá. Lộ. Em quay. Lộ. Nay là làm bữa cơm chia tay các chiến sĩ. Hẹn 15 năm sau gặp lại chứ ở Tấn. 15 hay 18 năm? Chắc khoảng tầm 13, 15 năm, 13, 15 năm. Biết mình có đợi được đến lúc đấy rồi. Làm chỗ nào chưa được không quan tâm chứ. Gà rồi, hả? Gà đi bộ.
Nào, nước ngọt nước biếc đâu làm cốc à? Đấy, đây nước ngọt này. Nào, mời anh em. Nào, mời cả nhà. Cốc à? Anh em cốc phát à? Cho... Vẫn. Rồi. Vui vẻ. Rượu ngọt. Cạn đi. Cùng nó cạn đi. Cạn luôn. Chiều xong xuôi cũng các khi cũng phải đến 4-5 giờ nhỉ. Tầm đó leo. Thế chúng còn nó còn đồng minh đó. Thế là đi lại đi xe khách về. Đi xe khách về. Xe nào? Cầm vẫn đồ về thôi, còn cái máy hơi vẫn để đây. Để đây để nao vào. Máy hơi với dây hơi để đây. Cả nhà ăn, cứ ăn thôi. Đừng xấu. Tân chuẩn bị chia tay phát biểu ý kiến. Còn xong chưa? Xong rồi. Dạ. À. Còn nhớ còn 5 đồng nữa. Nhớ bác hay nhớ nhớ Húc. Nào xong rồi hai người lép nhớ cả hai. Trước nó thu á. Đúng. Trước nó kể cả trước nó đánh vẫn thu. Đúng rồi. Đánh thôi chứ mình làm đi đánh lại cảm thấy cảm nói chung mình là rồi. Nói chung là nói chung là đúng các cụ là sửa nhà mẹ thương làm nhà đúng không nét mấy dạ. Bận thiểu rồi cổng này nó đóng nét thì nét đúng rồi nét làm sao làm nét sau quả là dọn dẹp này sau quả dọn dẹp này lại bắt đầu lại lăn sơn lại dọn tiếp xuống kia làm bao nhiêu nhà các ông đến ông nhìn ông chỉ nói là thích luôn. Xong lại xong việc ông lại lăn sơn cái nhà đấy lại bụi lần nữa đúng không? Sơn nó phải đánh đi sơn thì nó chỉ ấy thôi nhưng nó không bị hôi như phun phun bu như này nó bụi nó mới là bụi ác nó đấy, xoàn nó bẩn. Xoàn nó bay vào trắng cái nhà ấy sơn thì bả thì nó mới bụi nay là chính xác hết ngày hôm nay là bao nhiêu ngày vâng từ hôm mùng sáu 6, 7, 8, 9 nay 13 hôm nay 14 này 9 ngày cái ngày này 9 ngày nên tự nhiên chú ăn chuyện nhập mùng sáu vào bọn cháu buổi chiều đã làm mùng sáu lại buổi chiều chiến đấu đấy mùng sáu là chiều đã chiến đấu rồi ngày đẹp mình bảo bị đúng nghe đẹp là tôi nhận làm thôi chú vậy là đấy ăn thì nhận không bị tọt mưa nào chưa tọt mưa nào thì chú may mắn mát mẻ không nói chung mà mới cả được cái nhà chú nó rộng rãi nhá làm nó thoải mái nhà tương đây cửa mà làm nhà chật thì thôi nhà chật thì chết nhỉ khênh lên cái chú mệt lắm chật đi được rộng rãi này thoải mái nơi địa bàn làm có lý tưởng không nhá nào bác nhà mời bác chúc sức khỏe nhá nhà mình không nhưng quả này là ra ngoài không cái bao giờ tết về nhà về quê mới hay tết, là ăn tết ngoài không cái tết về quê chứ còn vợ con các cháu mình chủ trịch mà có thể riêng không về thế Tuấn đang con trai chưa đó chưa hai vợ chồng vẫn kế hoạch à không mới mới lấy cưới sắp có à mới cưới Tân người bố trẻ người bố trẻ mày đi cùng ông ngoại mày đấy mày xem ông quảng cáo thì nói chung cái nghề sơn này là chỉ cuối năm thôi đầu năm là rỗi thoải mái là tầm cuối năm thì từ tháng 6 tháng 7 là có nhiều việc lúc ấy là làm tết còn đầu năm là chơi lên dài thôi chú gấp cho cô chú chia cho cháu một ít cho các chia bên này chú đỡ phải chú chăm sóc cô chứ còn ai nữa chú cẩn thận lắm nay quay mấy phút lại để kỷ niệm lại nha Tuấn nha và anh em mình gặp nhau nhé bởi vì là nếu mà là để làm kỹ là thấy bảo là phải 18 năm sau mới gặp lại nhau cái đấy hả Tuấn và 15 năm thế quay lại tí làm chút kỷ niệm à nào lên phát à lên bắt nào kỷ niệm nào cứ 15 năm à. Bảo cái màu rượu chú chú không uống rượu thuốc chú uống rượu trắng vô rồi. Nhá cạn đi nhá à. Cạn đi thôi bây giờ bác cạn xa đấy thế thì phu nhân lại lườm rồi đấy không lườm cứ uống thoải mái đi uống được bao nhiêu uống từ từ em được cái không uống rượu mình không hợp uống rượu
Thế là thằng trẻ con với con đại bàng xong là cứ đưa sang nhà chú Dũng phải không? Không cần okay. Phải gửi địa chỉ nhá. Rồi. Đỡ phải lấy số điện thoại chú để gọi. Chú về liên tục. Rồi cháu xong là cháu bảo anh Tuấn cháu bên nhà nha, anh Tuấn bên nhà cầm sang cho chú ấy. Ừ. Đóng gói cẩn thận nhỉ không? Thằng trẻ con đại bàng á? Trẻ con đại bàng ấy. Nhìn hôm nào vào cắm áo. Không, lấy về làm nhé. Làm lại những nguyên hình cho đâu đấy cho. Nó cứ xong lúc nào mang sang nhà chú Dũng được. Ờ, mang chú Dũng được. Đấy, cháu làm cho quan chốt, cho đóng chốt gỗ vào trong, cho bó cuốn. Không bao giờ dụng được nữa. Tức là người bạn già, năm nay phấn đấu nhé. À, à sang năm nay hết, hết này. Sắp rồi, sắp rồi. Bao giờ? Vẫn chứ nhớ, sinh năm bao nhiêu? Em 76. 76. Cháu em vẫn trẻ. Trẻ má, nhưng mà... Chưa... Mới gần 50. Mới gần 50 nhỉ? 86 vẫn trẻ, còn đồng ý, mà 16 vẫn trẻ đấy chứ, chú rồi. Chưa mảnh định. Xem đây, quay lên đây, có cô nào coi nha là gì nhỉ? Thanh niên rất là hiền lành chăm chỉ. Thế đó. Có bàn tay vàng. Không. Leo trèo tốt. Đấy. Có em có bạn nào anh em mình đông mình thao giáo chịu. Đây là anh Tuấn. Dạ, có thấy lọ mọ mình như thế mà làm gì anh thao giáo có. Tháo dần xuống. Làm cái dần thì anh em mình đông người mình gọi ra hộ nhưng mà tay có 5 phút là xong hết cả đống giáo anh một mình tầm gì phải khổ đó. Nó cao. Khổ đi bỏ. Hộ nhau làm nhàn cái gì làm mình làm. Nhanh chậm thì 5 phút. Tuấn là à nhớ chỗ Hải Dương. Tức gì vậy? Và Tuki. Thế thì bác là Lạng Sơn. Bác gì Lạng Sơn? Hiếu Lũng Lạng Sơn. Hiếu Lũng. Vân Nham Hiếu Lũng Lạng Sơn. Chú lấy vợ mà anh lấy vợ Tứ Kỳ quê ngoại. Vâng. Gốc rồi. Gốc các cụ lên trên. Hai ông một ông ở trên ông ở dưới. Mình cũng mẹ già Lạng Sơn rồi. Nhận tức Tuấn là quê chính xứ Tứ Kỳ. Vâng. Nhận tức nghiệm gì cái đội Tứ Kỳ. Em hồi trước là em nhà em ở Quảng Linh đó. Nhưng mà chuyển về năm 86. Ừ. Tứ Kỳ là đặc sản của gì? Dương. Không phải. Dương. Đặc sản của Tứ Kỳ. Đặc sản là Dương, chỉ có mũn, mũn dươi thôi, Tứ Kỳ. Dươi à? Cũng dươi. Vâng, dươi. Dươi như Đông Triều này mà chẳng có dươi. Đông Triều, Thái Bình. Thái Bình. Thái Bình nổi tiếng đấy, dươi. Hải Dương. Nói chung là Quảng dươi này cứ có nước sông, phù sa. Không phải đâu chú ạ. Mấy nó giáp biển đó, giáp biển đó. Thanh Hóa, nó được mấy vùng cái đâu. Thanh Hóa nhiều dươi nhưng dươi Thanh Hóa bao giờ cũng to mà mày. Không ngon. To hơn Đông Triều. Nói chung dươi Đông Triều vẫn là ngon. Vẫn là Dương mới Thái Bình nhỉ. Ngon á, ngon nhất dươi Đông Triều. Nhưng mà Đông Triều bây giờ dươi Hải Dương vừa rồi ông Đông Triều ngày xưa ngon bây giờ. Quay nuôi rồi, nuôi ngon. Bà Tứ Kỳ bán Thái Bình là ngon mà xong đấy. Gọi là nuôi thôi. Vâng. Nuôi sao dươi. Nó người ta cũng cày. Đúng rồi. Làm cho đất cho màu mỡ lên thôi. Vâng. Vừa rồi là ông thu hoạch ông quay lên suốt thôi. Chứ còn dươi nó làm sâu dưới lòng đất mà. Chú Bình An đi, chị quay cho. Thôi xem xong rồi. Gì nhỉ? Mình lên cốc hôm nay là làm mâm cơm để chia đãi. À quên mất, chia tay anh em. Chia tay anh em thợ. Đấy, quay tí làm kỷ niệm. À, lên phát rồi tắt video thì anh em tự nhiên. Nào. Tự nhiên đâu. Yeah. Lên xe buýt thôi. Nào, cùng nhau lên xe buýt. Vợ chồng cóc mắt. Chính con. Người bố trẻ đâu rồi? Ôi chưa, không. Không rót người bố trẻ đi ấy. Đúng rồi. Ôi, chào tạm biệt mọi người nhá. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.